Như Nguyễn, xin chào quý vị và các bạn trở lại kênh Shop Đàn Như Nguyễn nha. Thì hôm nay Duyên vừa gắp xong một lô đàn gỗ đẹp đúc kết. Mẫu này là mẫu mới nha cả nhà. Khóa này là khóa hai bên. Đây. Này là phần lưng với hông nó là gỗ đẹp. Đấy, lưng hông gỗ đẹp nha. Cái này gỗ đẹp, này gỗ đẹp, càng gỗ đẹp. Mặt nó là mặt thông. Khóa đúc. Khóa đúc ha. Rồi thì cái phần cần thì có ti ở bên trong để chỉnh cần. Thì cái này Duy Nguyễn bán giá 2 triệu. Tặng kèm cho quý vị là phím khải hợp nhất phím, một chục dây số 1 và bao da ha. Thì cả nhà mình có nhu cầu mua đàn thì liên hệ Duy Nguyễn nha, hoặc mọi người có thể comment dưới thì cái điện thoại Duy Nguyễn có thể để bên trong mình cho cả nhà mình luôn. Đó. Hoặc là mọi người bấm vô phần mô tả nha. Rồi mọi người muốn đặt thì cứ inbox cho Duy Nguyễn. Và Duy Nguyễn mời cả nhà mình thảo vô phần âm sắc nha. Rồi quý anh em mình có nhu cầu mua đàn thì ủng hộ Duy Nguyễn nha. Rồi Duy Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại quý anh em mình quý video tiếp theo nha.